Chào mọi người, hiện tại tôi đang đứng ở Mission Point và đằng sau lưng của tôi là cầu cảng City Harbour Bridge. Tôi sẽ cho các bạn coi cầu cảng City nó như thế nào nhé. Đấy, các bạn thấy đó, rất là hùng vĩ, rất là lớn. Lịch sử của cái cầu này thì các bạn chịu khó lên trên mạng ra đi. Rồi quay trở lại thôi, mà là nhân vật chính mà. Tôi muốn chia sẻ cho các bạn một lý do là các bạn nên đi du học nước ngoài, đặc biệt là các nước phát triển. Chỉ các nước phát triển thôi nha, tại vì cái lý do này liên quan đến các nước phát triển thôi. Tôi nghĩ là các bạn hồi nhỏ chắc đọc truyện Doraemon đúng không? Tôi cũng vậy, và tôi không biết là các bạn suy nghĩ có giống như tôi không. Nhưng mà tôi thích những cái đoạn nó có những cái tình tiết liên quan đến cỗ máy thời gian. Các bạn cứ tưởng tượng là mình mở hộp bàn và gãy vô một cỗ máy thời gian rồi bay tới tương lai. Là tương lai là có cái đề thi đó như thế nào, sao mình quay trở lại quá khứ cái mình học cũ, hoặc là mình bay tới tương lai ngày hôm sau sổ số nó sổ là số mấy, sao mình quay trở lại quá khứ đi kiếm cái lá số đó mình mua, rồi tự nhiên cái qua ngày hôm sau cái mình có tiền mình giàu. Vậy thì cỗ máy thời gian nó có thiệt hay không? Tôi nghĩ là có đấy, ít nhất là trong cái clip này để tôi cho các bạn thấy nha. Chờ đó đi, chờ đấy xíu nào. Đây là cầu cảng Sydney nhé. Chúng ta quay qua phía này. Đây là nhà hát Opera House. Còn đây là đâu? Đấy các bạn nhìn đấy, đây là đâu? Các bạn nghĩ đây là đâu? Tôi nghĩ đây là Việt Nam đấy. Các bạn không tin à? Thật sự đây chính là Việt Nam đấy. Việt Nam của 20 năm, 30 năm sau nó sẽ như thế này. Tại sao tôi nói như vậy? Tôi không biết được rằng là 20 năm, 30 năm sau Úc nó sẽ phát triển như thế nào, tôi sẽ phát triển như thế nào, hay là tài chính của tôi sẽ ra sao, hay là nhiều khi là tôi nợ đầm đề rồi có khi là không có nhà ở luôn. Rồi các bạn sẽ như thế nào? Tôi không biết điều đó. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng là 20 năm, 30 năm sau Việt Nam sẽ phát triển, ít nhất là về tầm vĩ mô. Cái việc mà Việt Nam phát triển á, nó không có liên quan gì cái vấn đề tài chính của các bạn á. Việt Nam phát triển lên, xã hội phát triển lên thì cũng không đồng nghĩa là cái cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn đâu, nhiều khi nó còn tệ hơn nữa. Nhưng mà hãy quên điều đó đi. Bây giờ tôi chỉ cần biết là một điều á, là 20 năm, 30 năm sau Việt Nam sẽ phát triển. Và nó phát triển như thế nào? Ở thời điểm hiện tại thì kinh tế của Úc đi trước Việt Nam vài chục năm. Và tôi với các bạn cũng không cần biết là tại sao Úc lại phát triển được như vậy. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng là Việt Nam sẽ phát triển lên. Tôi không biết là phát triển như thế nào trong tương lai, kiểu gì thì gì đi nữa, thì Việt Nam cũng phải tiến lên tới cái tầm vĩ mô của Úc ở thời điểm hiện tại, rồi nó mới tiến lên tiếp. Vậy thì tôi nói du học cũng giống như là các bạn du hành vượt thời gian, các bạn tới những đất nước phát triển, các bạn thấy được tương lai của Việt Nam phát triển như thế nào, rồi các bạn quay trở lại quá khứ, tức là Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Lúc đó các bạn có nhiều cơ hội để chuẩn bị, để khi cái thời khắc đó tới, khi mà Việt Nam phát triển ấy, thì các bạn đã có nhiều lợi thế hơn những người khác. Đó là cơ hội của các bạn. Còn cái chuyện là các bạn có tận dụng được cơ hội đó hay không thì cái đó tùy thuộc, như tôi đã nói là tùy thuộc vào năng lực của các bạn thôi. Vậy nha, tôi chỉ nói ít như vậy thôi. Ở đây nắng quá. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo. Chào tạm biệt. Coi sau nhé.